Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, các hoạt động lễ hội chùa chiền đầu năm đối với người dân các tỉnh miền Bắc vẫn còn rất sôi động. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, chúng ta cần lưu ý là thời tiết đang dần chuyển biến. Từ chiều tối và đêm nay thì ở phía Bắc, khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh. Do vậy mà từ đêm nay trở đi, nhiệt độ ở các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức từ 16 cho đến 18 độ trời chuyển rét. Đối với các tỉnh thành miền Trung thì ngày hôm nay, chỉ có khu vực từ Thanh Hóa cho đến Nghệ An là thời tiết dần có sự chuyển biến với trạng thái nhiều mây và có mưa nhỏ. Và ban ngày do không khí lạnh còn ở khá xa nên nhiệt độ mới chỉ giảm nhẹ với mức nhiệt cao nhất ngày vẫn dao động từ 20 cho đến 22 độ. Thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay vẫn còn khá tốt do chưa chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh. Nhưng theo dự báo của các chuyên gia, thì tới ngày hôm mai, tức là ngày mùng 10 tháng 2, khi không khí lạnh dồn mạnh thêm xuống phía Nam, sẽ gây mưa cho toàn bộ khu vực từ Thanh Hóa cho tới Đà Nẵng và nó sẽ còn tiếp tục lan xuống các tỉnh phía Nam, từ Quảng Nam cho tới Phú Yên trong ngày 11. Như vậy, nếu có du lịch tới Trung Bộ, thì quý vị và các bạn cần lưu ý về sự thay đổi thời tiết từ Bắc xuống Nam trên ngày 10 và ngày 11. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, trong ngày hôm nay, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái khô giáo và nắng nhiều. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 15 cho đến 17 độ. Riêng một số nơi như là Ia Đắk Nông, Bảo Lộc thì nhiệt độ vào khoảng 14 độ và tại Đà Lạt thì luôn có nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 9 cho đến 10 độ vào sáng sớm. Ban ngày thì nhiệt độ cao nhất trên khu vực vẫn sẽ dao động từ 30 cho đến 32 độ và độ ẩm duy trì ở mức thấp. Toàn bộ Đắk Lắk và Lâm Đồng, độ ẩm thấp nhất ngày chỉ vào khoảng 37 cho đến 45%, nên nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Ở miền Đông của Nam Bộ thì tình trạng độ ẩm thấp cũng xảy ra tương tự, ngoại trừ Vũng Tàu là có độ ẩm thấp nhất đạt mức là 75%, còn lại Tây Ninh tới thành phố Hồ Chí Minh đều ở ngưỡng là 45 cho đến 50%. Chúng ta cần hết sức đề phòng hỏa hoạn có thể xảy ra ở các khu vực đông dân cư sinh sống. Tiếp nối bản tin xin mời quý vị cùng đến với thông tin thời tiết trên các đô thị lớn. Ở thời điểm hiện tại thì nhiệt độ ngoài trời tại thủ đô Hà Nội đang dao động xung quanh ngưỡng từ 17 cho đến 18 độ và trời chỉ xe lạnh. Tuy nhiên thì người dân nên lưu ý vì chỉ khoảng sau 6 giờ tối là thời tiết sẽ chuyển sâu thêm. Mưa nhỏ kèm theo sương mù có thể xuất hiện và tăng lên. Nhiệt độ càng về đêm thì càng giảm thêm, trời chuyển xét từ từ với mức nhiệt thấp nhất chỉ khoảng 12 cho đến 14 độ. Như vậy là ngày hôm nay khi lưu thông ngoài đường thì quý vị và các bạn nên mang theo áo mưa để đề phòng những cơn mưa nhỏ xuất hiện rải rác. Buổi tối quý vị cũng nên đóng cửa sổ thật kỹ bởi đêm nay gió mùa sẽ về mạnh hơn. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng, từ hôm qua trở đi, gió Đông Bắc trên khu vực đang dần mạnh lên. Bắt đầu từ chiều tối và đêm nay thì trời sẽ nhiều mây, có mưa nhỏ trên diện rộng, ảnh hưởng lớn tới các chuyến xe đi lại. Đồng thời thì nền nhiệt trên toàn thành phố cũng giảm từ từ. Ban ngày nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng 16 cho đến 17 độ, còn về đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn ở mức 11 cho đến 12 độ, trời chuyển rét. Mưa nhỏ có khả năng sẽ còn kéo dài sang cả ngày mai, do vậy đường xá khá trơn trượt, quý vị và các bạn nên hạn chế tốc độ khi lưu thông để đảm bảo an toàn. Xuôi về phía nam, đến với thành phố biển Đà Nẵng, trong ngày hôm nay, thời tiết khu vực vẫn chưa có nhiều thay đổi, trời khô giáo, có nắng nhưng không quá gây gắt, với nhiệt độ ngày đêm giao động từ 21 cho đến 27 độ, độ ẩm trong ngày ở vào khoảng 80 cho đến 95%. Vùng ven biển gió nhẹ, sóng yếu cho nên vẫn rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển. Tuy nhiên theo dự báo thì từ đêm mai mùng 10 tháng 2 khi không khí lạnh phía bắc dồn thêm xuống phía nam thì thời tiết tại thành phố sẽ dần chuyển nhiều mây kèm theo mưa nhỏ nên nhiệt độ giảm và trời chuyển rét về đêm và sáng sớm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày hôm nay cũng như là nhiều ngày tới, do chưa xuất hiện tình thế gây mưa nào cho nên thời tiết nơi đây tiếp tục duy trì trạng thái nắng khô, không mưa với nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 32 cho đến 33 độ. Độ ẩm không khí trong thời điểm là từ 11 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều duy trì ở mức thấp chỉ khoảng 50%. Theo xu hướng chung của thời tiết khu vực Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành lân cận trong ngày hôm nay cũng như là ba ngày tới, thời tiết không có mưa, ban ngày trời sẽ có nắng. Tình trạng khô ráo kéo dài nhiều ngày, bà con có thể lên những kế hoạch hong phơi các nông phẩm, đồng thời cần trữ lượng nước lớn để cấp cho hệ thống kênh quả và rau xanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết đô thị của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.